Hôm nay chúng ta sang phần 3 nói về AB.net, và bài đầu tiên chúng ta sẽ đi qua sơ lược về ứng dụng web như thế nào. Thì hiện nay trong tất cả các ứng dụng từ giáo dục, y tế, công ty, doanh nghiệp v.v. đa phần người ta đang ứng dụng theo dạng là Internet. Thì khi mà Internet nó ra đời mạnh mẽ như thế thì bắt buộc những cái ứng dụng theo dạng hệ thống trên web nó cũng được xuất hiện. Trước kia thì người ta sẽ sử dụng cái ứng dụng gọi là Windows Application để lập trình ứng dụng trên nền tảng Windows, và sau đó nó có một cái phiên bản khác nữa, đó là WPF. Và cái phiên bản sau này người ta thường sử dụng đó là Silverlight, cũng là một cái dạng giống như là một cái Windows Phone và một cái Windows Application, nhưng nó làm việc trên cái nền tảng là web. Còn một cái trang web thực thụ là một cái trang web có những cái mã HTML, có những cái prep, có những cái gọi là client server v.v. để người dùng có thể tương tác và làm việc. Cũng như là chúng ta thấy cái ứng dụng web nó giúp cho nhiều người hay là con người của chúng ta chia sẻ và truy cập dữ liệu trở nên nhanh chóng hơn. Thì với cái thời buổi mà công nghệ thông tin như ngày hôm nay thì các bạn thấy các trang web như là Facebook hay là những cái ứng dụng chat, Skype, kể cả những ứng dụng chia sẻ tập tin rất là nhiều. Và đó là cái nhu cầu và cái sự phát triển của web nó rất là chóng mặt từ khi mà cái phiên bản web 2.0 được ra đời. Thì như vậy thì cái nhu cầu mà phát triển web càng ngày càng mạnh và cái nhu cầu sử dụng của con người chúng ta cũng càng ngày càng rộng, thì đòi hỏi những lập trình viên, đòi hỏi những nhà phát triển ứng dụng, đòi hỏi những chuyên gia làm sao để cho ra những cái trang web gọi là thực tế nhất để người dùng có thể thao tác một cách nhẹ nhàng, đơn giản, cũng như là liên tục làm việc trên cái hệ thống Internet trở nên trơn tru hơn. Thì đối với cái ứng dụng của web thì chúng ta sẽ có hai phía để chúng ta làm việc, đó là phía client side và phía server side. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái máy chủ là để web server, đó là máy chủ web, và các máy client là truy cập ở từ xa thông qua những cái máy chủ web server đó. Còn đối với các dạng ứng dụng web hiện nay thì chúng ta có hai loại trang web, đó là trang web động và trang web tĩnh. Thì như vậy thì đối với trang web tĩnh thì chúng ta chỉ sử dụng những cái trang HTML mà nó không có cái phần gọi là phản hồi từ phía người dùng và phía đối tác. Có nghĩa là giả sử các bạn lập ra một cái trang web mà cái người dùng sử dụng trang web của các bạn không có phản hồi gì hết, và cái dữ liệu ở trên trang web đó không thay đổi được, thì đó được gọi là trang web tĩnh, là trang web mà chỉ có cấu trúc về HTML và dữ liệu thô thôi. Còn đối với trang web động thì nó hỗ trợ cho việc giao tiếp từ hai phía, client và server. Thì để làm được những cái việc đó thì bắt buộc lập trình viên phải sử dụng các ngôn ngữ lập trình để có thể lập trình ra những trang web động. Như trước đây thì chúng ta sẽ có web dạng ASP, sau đó là PHP, rồi theo dạng Java có JSP, rồi về .NET thì có AB.NET Webform, rồi AB.NET MVC, rồi bây giờ nó có thêm cái gọi là Node.js, vân vân. Hầu như là rất là nhiều cái công nghệ để giúp cho chúng ta tạo nên những cái nền tảng web mà giao tiếp cũng như là hỗ trợ hai chiều từ phía client server cũng như là giữa các đối tác và khách hàng với nhau. Thì như vậy thì đối với một cái nền tảng web trên Internet thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái web application hay là gọi là một cái web server, và thông qua cái Internet thì các máy client từ xa nó có thể truy cập vào cái web server này, và web server này nó sẽ trả cái dữ liệu về cho người dùng đang cần. Thì đó chính là các yếu tố mà tạo nên một cái trang web, và đặc biệt đây là chỉ một cái trang web bình thường thôi, thì nó sẽ giao tiếp ở hai cái góc độ đó. Thì bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ về cái dạng web gọi là AB.net là gì. Và đến đây tôi kết thúc cái loạt video đầu tiên để các bạn có những cái khái niệm cơ bản về web là cái gì và cái ứng dụng web hiện nay ra làm sao. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.